Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 7889. Học khu Huntington Beach Union High School District Mua hai món ưa thích như bốn biến mặt nuggets và một bánh mặt chicken chỉ 3 đồng 99 Giá cả và địa điểm có thể khác nhau Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Nhi Hiền và Lê Thái. Thưa quý vị, bản tin ngày hôm nay như muốn đưa đến cho quý vị về những cái vụ sổ số, số. Nhưng mà những người mà họ thắng sổ số, số này họ có được lấy tiền hay không? Nếu như cái unemployment trong cái một thời gian quá dài họ nợ tiền thất nghiệp, unemployment có nghĩa là tiền thất nghiệp đó thưa quý vị. Trong cái thời gian mà Covid vừa rồi có rất nhiều ăn cái tiền thất nghiệp đó nhưng mà nó quá lâu thì đôi lúc là nó bị nợ lại cái tiền thất nghiệp đó luôn thì những người này họ bị trúng số, họ trúng số, được trúng số thưa quý vị. Nhưng mà có điều họ không lấy được đồng nào hết, tức là không phải là trúng nhiều cả cả trị, tỷ hoặc là triệu đâu mà họ trúng vào một 1 hai ngàn 2.000 số cào đó thưa quý vị. Thì những người này họ đã đi kiện cái công ty unemployment này như thế này nhưng mà vụ kiện nó chưa tới đâu hết thì ở đài Fox 35 đang tiếp tục theo dõi những cái vụ mà những người họ trúng số nhưng mà bị công ty unemployment những công ty mà uh, đã lấy lại hết họ trừ không lấy lại đồng nào hết và đây là một trong những cái ví dụ là Kathleen Lambert, cô ta nói rằng cô ta cào cái vé số thì là thắng được 1.000 đô la. Thì họ rất vui là chạy ra được, có lẽ là được 1.000 đô la nhưng mà ra đó không nhận được đồng nào hết. Cái lý do là unemployment, họ đã đã đem uh, báo cáo lên trên đó và họ không đưa một đồng tiền đó. họ lấy cái số tiền đó luôn thưa quý vị. Và sau khi trúng số, Lambert đã nhận được một cái lá thư từ Florida Commerce nói rằng là cô ta nợ 1.200 đô la về cái tiền thất nghiệp. Tuy nhiên, uh, Lambert của ta nói rằng là cái tiền đó cô ta đã trả rồi mà sau không biết là cái nợ đó như thế nào. Nhưng mà tại sao người ta vẫn lấy? Thì có một cái luật, một luật sư, họ đã thuê một cái luật sư. Thì Fox 35 họ nói rằng thì họ luật những người luật sư này họ giải thích rằng những người mà nhận cái tiền thất nghiệp trong lúc mà Covid mình nhận quá nhiều thì cái số tiền đó họ khi mà quý vị có cái số tiền nào dư ra thì unemployment họ sẽ lấy cái số tiền đó và điều đó không có nghĩa là ai cũng giống ai hết tuy nhiên nó rất có rất là nhiều tình huống ở trong đó thì ba uh, Fox 35 nói rằng nếu mà quý vị nào nó bị vô trong cái trường hợp như vậy mà những người um, luật sư họ nói rất là nhiều cái trường hợp như vậy thì gọi cho Fox 35 với cái số là Fox 35 tips at Fox com hoặc là gọi lên hoặc là email lên để cho luật sư nói chuyện và họ phải xem xét từng trường hợp như thế nào cái lý do tại sao từ vì một số người thì họ kêu rằng là mặc dù họ nợ Ví dụ họ có một người đàn ông họ nợ unemployment là 7 325 ngàn thì khi là 325 đồng đó họ nợ thì họ đã trả lại rồi tuy nhiên khi mà họ trúng số khoảng chừng 1 ngàn, 1 ngàn 2 thì Florida Commerce họ trừ cái số tiền đó đây thưa quý vị thì có những luật sư họ sẽ looking to it và họ sẽ xem xét cái trường hợp của mỗi người như thế nào để giải quyết cái vấn đề này Mặt nào nó cũng có cái mặt tích cực và tiêu cực của nó với lại cái mặt trái mặt phải tại vì yeah. nếu mà mình trúng nợ mà tôi tôi trúng với số mà tự nhiên đi cấn nợ cho tôi ngang xương như vậy tự nhiên mất hứng hết muốn mua giấy số đúng không à, đúng. cái là cái thứ nhất cái thứ hai bây giờ quay trở lại bây giờ anh thiếu nợ tôi mà anh có tiền trong túi mà anh không trả nợ tôi đâu được đúng rồi phải đúng trả, trả cái khía cạnh nào cũng có có cái lý của nó cả thành ra là chúng ta nên nhờ luật sư và luật pháp để đưa đến những cái gọi là những cái phán quyết cuối cùng nó mới là hợp lý thưa quý vị à, quý vị có bao giờ để ý là hai chị như huyền có bao giờ nghĩ trong đầu mình đó, là trên thế giới này có bao nhiêu loài động vật không? em không nói có con nha em chỉ mới nói loài thôi loài nhiều, động vật nhiều 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 lắm và không bao giờ mình nghĩ ra một cái con số mà kể ra thì nó vô số kể và ông để làm phải. sao mà kể nổi ngay cả tất cả các cái nhà khoa học người ta thống kê người ta còn thống kê không hết được Đúng. thì làm sao chúng ta biết được người ta chỉ đưa ra những cái con số dự đoán mà chưa chắc là chính xác yeah. ngày hôm nay thái đưa đến quý vị là thông tin là có bao nhiêu loài động vật đang hiện hữu trên trái đất đã đang trên trái đất và sẽ trên trái đất tại vì có nhiều cái loài wow. có nhiều loài người ta vẫn đang phát hiện những cái loài wow. mới ra. Đó quay vì sao. Thưa quý vị đây là một thông tin vô cùng thú vị. À, hiện nay thì có khoảng là 8 tỷ người ở trên trái đất của chúng ta thì chỉ là một cái phần nhỏ so với cái số người từng tồn tại ở trên thế giới này và chúng ta cũng chưa nói đến là cái số động vật từng sống ở trên trái đất việc mà ước tính tổng số động vật từng sống ở trên trái đất cực kỳ khó và theo một cái ông ông tên là david chaplomsky một nhà nghiên cứu địa vật lý tại trường đại học chicago hoa kỳ có lẽ là cái cách dễ nhất là chúng ta bắt đầu từ việc ước tính tổng số loài nó là bao nhiêu loài và theo sách đỏ liên minh của bảo tồn thiên nhiên quốc tế là iucn khoảng có là 2,2 triệu, 2.16 triệu loài động vật hoang dã đã được mô tả chính thức cho tính đến năm 2022 và cái con số này cũng không cố định, mỗi năm thì người ta cái giới nghiên cứu người ta lại mô tả khoa học thêm có đến 14.000 cho đến 18.000 loài động vật mới mỗi năm Wow. và tuy nhiên thì để biết có bao nhiêu loài động vật đã từng tồn tại thì các chuyên gia người ta cũng cần nhìn nhận sâu hơn về những cái quá khứ và sử dụng một những cái hồ sơ hóa thạch ở trong quá khứ à, sự sống nó xuất hiện trên trái đất này là 3.7 tỷ năm về trước và những cái sinh vật đầu tiên chỉ là những cái tế bào vô cùng đơn giản những cái thân thể rất là mềm rất là dễ phân hủy và cách đây là 2.3 tỷ năm thì cái sinh vật đa bào nó mới xuất hiện à, động vật nó cũng xuất hiện gần đây hơn là khoảng 800 triệu năm về trước động vật nha xuất hiện 800 triệu năm về trước và chỉ có một số ít những loài động vật sơ khai đó được lưu giữ trong hồ sơ hóa thạch mà chúng ta thấy. Lý do là những cái sinh vật này nó có cơ thể mềm mềm và rất khó bảo tồn ở trong cái điều kiện mà con người hiện nay. Và thậm chí với những cái sinh vật này nó có cơ thể quá cứng thì cái quá trình hóa thạch cũng chỉ diễn ra trong một số điều kiện nhất định có thể mới bảo tồn được cái hóa thạch đó mà thôi. Và ước tính thì có đến mà 99.9% 99.9% có nghĩa là gần 100% có những loài đã từng tồn tại và đã tuyệt chủng ở những cái thế kỷ và những cái mấy ngàn mấy tỷ năm về trước. Và như chúng ta đã biết thì trái đất là một cái ngôi nhà của khoảng 8 tỷ người và 130 tỷ động vật có vú, 428 tỷ con chim 3,5 nghìn tỷ con cá và 10 tỷ 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 côn trùng. Và cách tính tương đối hiện tại thì chúng ta có là 3,85 triệu loài côn trùng trên trái đất, tương ứng với là 385 triệu loài trong quá khứ và những cái số lượng cá thể này chúng ta tính như thế này thưa quý vị. Có thể là ví dụ như là 3,85 triệu loài côn trùng trên trái đất thì chúng ta nhân lên là 1027 thì chúng ta sẽ có con số chính xác. Rồi các loài chân khớp không xương sống có khoảng là 4,5 tỷ hiện nay thì chúng ta nhân cho 1027 động vật từng tồn tại trên trái đất thì sẽ ra cái kết quả. Và việc cái tính toán những cái số lượng động vật này giúp cho giới khoa học người ta hiểu được cái sự đa dạng sinh học cơ bản ở trên trái đất và có một cái cách mà những cái con động vật này nó biến chuyển và do biến đổi khí hậu nào rồi nạn phá rừng, ô nhiễm và các yếu tố mà chúng ta thấy á, thì thế giới chúng ta đang tiến gần đến một cuộc đại tuyệt chủng của tất cả các loài động vật. Và những cái chuyên gia người ta thì tiết lộ rằng là cái vấn đề mà tốc độ tuyệt chủng cơ bản á để người ta biết được cái quy trình và nắm được cái quy mô của những cuộc khủng hoảng hiện tại để người ta bảo vệ những cái loài động vật hoang dã. Wow, quá trời tị tị tỷ nghe và Lê Thái đọc tị tị luôn mất hồn biết bao nhiêu con số phòng thưa quý vị. cảm ơn Lê Thái, được. bạn tin rất, rất là hữu ích. Chính nhây cũng chưa biết nữa thưa quý vị. Thưa quý vị, còn vài tuần nữa thôi là Halloween rồi. Thì Halloween là có cái gì? Pumpkin và không thưa quý vị? Thì hàng năm người ta hay có những cái cuộc thi đấu ai có quả bơm tiền lớn nhất thưa quý vị ai đã trồng được mà chính mình phải trồng đó thưa quý vị chứ không phải là uh, mình đi mua về rồi mình đi thay đâu. Thì ở California ở Half Moon Bay ở San Francisco thì có những cái cuộc thi như vậy thì năm nay ai là thắng thưa quý vị thì đó là một cái giáo viên ở Minnesota đã đi đến California mà quý vị có biết cái quả pumpkin này nó nặng tới bao nhiêu không thưa quý vị? miết chắc cả gia đình họ hàng nhà lê thái họ hàng như hiền tới ăn thì cũng có hết nữa thưa quý vị đó rất là bự đó là cái quả bơm kình nặng 2749 phao thưa quý vị thì quý vị thấy ở trên màn hình nó quá to luôn nó có thể nướng được 687 chiếc bánh nướng thưa quý vị sắp tới Halloween rồi thì cái trái, nhìn cái trái đó là thôi là thấy no rồi thì đây là một người giáo viên ở Minnesota thì họ tới California để họ trồng họ đưa ra và anh ta là cái giải thắng của anh ta lần này là lần thứ ba rồi thưa quý vị chứ không phải là lần đầu tiên đâu tên của anh ta là Travis Chancher và đã giành chức vô địch thế giới đây là lần thứ 50 chứ không phải lần thứ ba sorry quý vị 50 tức là bao nhiêu lần anh ta đi thi, anh ta đều thắng hết và cân nặng bí ngô ở vịnh hát Moon Bay ở Bay um, San Francisco đó thưa quý vị thì quả bí ngô quý vị cũng thấy ở trên màn hình nó rất là khổng lồ sần sùi nó có thể làm được 687 chiếc bánh nướng uh, pumpkin pie và kỷ lục thế giới trước đây về quả bí ngô nặng nhất được thiết lập bởi người trồng ở Ý. Người này đã sản xuất một quả bí nặng 2702 pound tức là 1226 kg vẫn nhẹ hơn với anh này vào năm 2021 và được vô kỷ lục Guinness thế giới nhưng mà năm nay Travis Ginger sẽ được vô kỷ lục thế giới thưa quý vị. Là anh ta trồng bầu trong khu bí ngô sân sau của anh ta và anh ta nói năm nay anh ta quyết định chăm sóc cây của mình nhiều hơn. Quý vị có biết một ngày anh ta tưới nước bao nhiêu không? 12 lần một ngày cho ăn bón phân Sắp từng ly từng tí quả bí ngô luôn quý vị thì đây là cái quả bí ngô lớn nhất của năm này ngày hôm nay trong sắp tới của Halloween ăn sợ hết chắc có chiêu chứ năm nào cũng đặt giải em nghĩ là có chiêu mà hoặc là sẽ sử dụng thuốc tăng trưởng chẳng hạn không biết cái dụ, sử dụng thuốc không tăng biết có tăng sao sử dụng ý. ghê lắm nhà tin được đâu yeah. dạ vâng kính thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 2 cà phê sáng của tuần à, giữ màn hình quý vị nhớ giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại